Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với video của Đồ Gỗ Thành Khuyên. Thì trong video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu cuốn thư câu đối mới nhất của bên cơ sở em. Hàng mẫu này thì mới được đưa ra thị trường. Hàng này là hàng dày 5 phân và bộ này là bên em đã hoàn thiện cho gia đình chú Duẩn ở Phú Quốc và chú có đặt về quê hương Thái Bình. Thì cuốn thư cái mẫu ở đây là chất liệu bằng gỗ hương đá các bác nhá. Và cái thứ hai, các bác có thể nhìn tổng thể một chiếc cuốn thư cho em. Các bác có thể nhìn thấy nó có độ lượn đấy, các bác nhìn thấy không? Nó rất là đẹp, hàng dày 5 phân và chắp lên. Và đặc biệt cái tấm cuốn thư này bên em làm là hạn chế chắp ít nhất là thân chắp đôi và chắp cao đến tới mức như thế này. Đây, nếu mà quay gần thì các bác có thể thấy được cái vết chắp đây. Nếu mà để quay gần xít vào thì các bác có thể nhìn được, còn bình thường các bác không thể nhìn được. Đấy, chắp cũng phải bén nha các bác nha. Đấy, chắp thì đây là một tấm liền từ đây xuống mặt đất. Đấy, nếu mà nhìn tổng thể thì chiếc cuốn thư rất là đẹp các bác ạ. Và phần tai, đây là tai liền, thân chắp đôi hai miếng các bác nha. Đối với chiếc cuốn thư này nhá, thì các bác có thể thấy được, nhìn tổng thể chiếc cuốn thư nhìn nó sẽ thoáng hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nét đục nó có vẻ sắc nét hơn so với những cái bộ cuốn thư trước nhá các bác nhá. Đấy, nét đục sắc nét hơn và nhìn nó sẽ thoáng hơn. Đấy là một cái mới mà bên cơ sở em mới đưa ra thị trường các bác nhá. Cái này thì giá trị của cái cục gỗ to như thế này là rất là có giá trị này. Còn bình thường ấy, người ta chắp tầm giữa chứ đây thì giá thành nó sẽ rẻ hơn là cái thứ nhất. Hoặc là người ta có thể chắp một cái tấm cuốn thư rộng tới 87 này thì người ta chắp 3 miếng, ví dụ một đây một miếng và đây một miếng và trên này một miếng là 3 miếng, thì giá thành bao giờ nó sẽ giảm đi. Nên là nhiều bác cứ thắc mắc là làm sao mà một bộ cuốn thư câu đối có giá trên 20 triệu mà có những bộ cuốn thư câu đối có giá dưới 20 triệu, thì nó có sự khác biệt như thế vậy. Chắp càng nhiều thì giá thành sẽ càng giảm chi phí các bác nhá. Thì quay lại với chủ đề, thì cái mẫu cuốn thư câu đối hôm nay thì các bác có thể thấy được một tổng thể cho em nhá. Hàng và em cũng sẽ lưu ý cho các bác một số vấn đề là khi các bác đặt cuốn thư thì bình thường là hàng 4 phân, nhưng mà theo em nghĩ thì các bác nên lựa chọn hàng cuốn thư câu đối hàng dày 5 phân thì nó sẽ đảm bảo và yên tâm hơn. Đấy, và đây là gỗ hương đá đấy các bác nhá, giáp phần diềm và phần chữ. Đấy, nhìn tổng thể cho em rất là đẹp. Chữ ở đây là theo yêu cầu của chú là chữ Đức Lưu Quang, đọc từ phải qua trái các bác nhá. Có chữ Nho cũng như là chữ Việt. Đấy, giáp vàng Đài Loan, thân chắp đôi. Và phía cuốn thư thì các bác có thể thấy được chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Đây, con rồng đây, nhìn uốn lượn này các bác thấy không, rất là đẹp. Và phía bên này sẽ là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Nếu mà các bác nhìn kỹ hơn thì các bác có thể thấy so với những cái bộ cuốn thư câu đối trước kia của bên cơ sở em, làm cái bộ này bây giờ là nó đục, nó nét hơn các bác nhá. Mọi chi tiết cũng như là cái sự phản hồi của khách hàng về các sản phẩm thì bên cơ sở em đã tiếp tục đưa ra thị trường những cái mẫu làm sao cho nó mới nhất, nó đẹp nhất, vừa lòng các bác khách hàng. Đấy, để các bác có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm bên cơ sở em. Bên cơ sở em là chuyên sản xuất, bên cơ sở em là chuyên tư vấn thiết kế sản xuất nội thất phòng thờ gia đình cũng như là các công trình nhà thờ. Đây, nếu quay vào mặt sau thì em sẽ cho các bác xem. Mặt sau thì các bác có thể nhìn rõ hơn so với cái hàng thân chắp đôi. Đây, đây này, các bác nhìn thấy không? Đấy, ở trên cao này cơ, còn một miếng từ đây xuống đây, nên là bảo sao nó mới có giá trị như vậy. Và tấm càng to thì giá thành gỗ nó càng cao. Em cũng sẽ báo giá cụ thể cho các bác. Đối với bộ sản phẩm này thì mẫu cuốn thư câu đối này bên em hiện tại thì giá gỗ hương đá đang lên, nhưng mà bên em vẫn bán đúng giá là 21.800.000 hoàn thiện, hàng dày 5 phân và thân chắp đôi, và chắp sẽ là chắp tránh chữ, chắp cao lên các bác nhá. Đấy, và mẫu đây thì cái mẫu này gọi là mẫu cuốn thư câu đối Mai Hóa Long các bác nhá. Đấy, thì video vừa rồi thì em cũng đã chia sẻ cho các bác cũng như là giới thiệu cho các bác về cái giá và cái mẫu cuốn thư câu đối mới nhất năm 2022. Đấy, thì các bác nào mà có nhu cầu hoặc là có câu hỏi gì thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp qua cơ sở Thành Khuyên bên em.
bên em sẽ tư vấn miễn phí cụ thể cho các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.